quý vị và các bạn, hiện nay số ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh ở nhiều địa phương trong cả nước, trong đó các ca mắc mới là trẻ em liên tiếp được ghi nhận. Lý giải về nguyên nhân tăng cao số trẻ mắc COVID-19, nhiều chuyên gia cho rằng đó là do trẻ được đi học, ở một số lượng lớn trẻ chưa được tiêm vaccine, cộng thêm tốc độ lây lan nhanh của virus. Thực tế hiện nay, đa phần trẻ được điều trị tại nhà. Vậy chúng ta phải lưu ý những gì trong quá trình chăm sóc trẻ? Với chủ đề này, bác sĩ Trương Văn Thế đến từ khoa hô hấp, tim mạch, thần kinh tiêu hóa của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh sẽ giải đáp cho quý vị các bạn. Xin chào MC Thu Hiền, xin chào quý vị khán giả. Cũng xin lưu ý là quý vị khán giả có thể xem lại chương trình và đặt câu hỏi tư vấn tại fanpage Sức khỏe Quảng Ninh và địa chỉ email chuyencungbacsi.qmg@gmail.com. Dạ vâng, thưa bác sĩ Thế, với cái tình hình diễn biến hết sức là phức tạp của dịch bệnh hiện nay thì chúng ta phải đặc biệt lưu ý tới những dấu hiệu nghi ngờ mắc COVID-19 của trẻ. Vậy thì đó là những dấu hiệu nào và những cái trường hợp nhiễm bệnh thì sẽ được xử trí ra sao ạ, thưa bác sĩ? Như chúng ta đã biết, thì COVID-19 là một loại virus mà cái khả năng lây lan của nó rất là cao. Đặc biệt là trong cái thời tiết hiện tại, thời tiết của mùa đông xuân khiến cho cái khả năng phát triển của virus và khả năng lây lan của virus nó rất là mạnh. Do đó, phụ huynh nếu thấy các bé có những cái dấu hiệu như sốt, ho, sổ mũi, đau họng hoặc một số các dấu hiệu ít hơn như là đau đầu hay rối loạn tiêu hóa thì cần đặc biệt lưu ý. Và nếu như các trẻ có yếu tố dịch tễ, tức là các trẻ có tiếp xúc với những người bị nhiễm COVID-19 hoặc nghi nhiễm COVID-19 thì chúng ta nên có kế hoạch làm xét nghiệm COVID-19 cho trẻ em. Khi có kết quả dương tính, chúng ta cần khai báo y tế phường để được chăm sóc và hướng dẫn điều trị. Theo cái phân độ mới nhất của Bộ Y tế thì thứ nhất là trẻ không có triệu chứng. Thứ hai là trẻ có triệu chứng ở mức độ nhẹ. Thứ ba là ở mức độ trung bình. Thứ tư là mức độ nặng. Và thứ năm là ở mức độ nguy kịch. Đầu tiên chúng ta phải xác định được trẻ ở mức độ nào. Trẻ được chăm sóc tại nhà, tức trẻ ở mức độ nhẹ hoặc là không có triệu chứng. Như chúng ta đã biết, trẻ nhỏ, nhất là những trẻ dưới 12 tuổi là đối tượng chưa được tiêm chủng. Thế là các bậc phụ huynh cũng rất là lo lắng. Tuy nhiên, cái tỷ lệ mà diễn biến nặng ở trẻ em thường là thấp, nhưng không vì vậy mà chúng ta chủ quan được. Có thể COVID-19 sẽ diễn biến nặng, đặc biệt ở những nhóm trẻ em có nguy cơ, trẻ sinh non, nhẹ cân, trẻ có thể trạng béo phì, trẻ có những cái bệnh lý nền như tim bẩm sinh, bệnh mạch vành, tăng huyết áp, các bệnh lý hô hấp mãn tính như hen phế quản, các bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, các bệnh lý như ung thư, tan máu bẩm sinh, các bệnh lý thận mãn tính, các bệnh lý về gan mãn tính, các bệnh lý cần phải dùng các thuốc corticoid hoặc các thuốc ức chế miễn dịch kéo dài, và các bệnh lý suy giảm miễn dịch bẩm sinh hoặc suy giảm miễn dịch mắc phải như HIV. Những trẻ có triệu chứng nhẹ hoặc là không có triệu chứng thì sẽ được điều trị COVID-19 tại nhà. Vậy thì với nhóm trẻ này thì trong quá trình chăm sóc thì chúng ta cần phải lưu ý những gì ạ? Vì chăm sóc tại nhà thì nó sẽ rất là có những cái điều kiện rất là thuận lợi. Ví dụ như là cái môi trường sinh hoạt trẻ đã quen thuộc, cái khả năng mình chăm sóc đáp ứng về nhu cầu dinh dưỡng, vệ sinh cá nhân rất là tốt, thì các bà mẹ có thể chủ động điều trị cho trẻ theo triệu chứng. Nếu trẻ sốt, chúng ta có thể dùng thuốc hạ sốt như là paracetamol với liều lượng là từ 10 đến 15mg trên 1 cân nặng, có thể dùng lại sau mỗi lần trẻ sốt cách 4 tiếng một lần. Thứ hai là chúng ta sử dụng các loại siro ho thảo dược nếu trẻ ho, phù hợp với lứa tuổi của trẻ. Thứ ba là chúng ta cho trẻ uống đủ nước và có thể là uống oxyzone và có thể bổ sung một số loại vitamin tổng hợp hoặc vitamin C. Về vấn đề chăm sóc của trẻ thì chúng ta cần đảm bảo được cái dinh dưỡng cho trẻ, vì nhiễm COVID-19 thường làm cho các bé mất cái cảm giác ngon miệng và dẫn đến ăn kém hơn. Trong COVID-19 thì và phần lớn các bệnh khác thì chúng ta không cần phải kiêng khem gì. Động viên trẻ ăn uống đa dạng thức ăn, tránh ăn những cái thực phẩm như những cái đồ ăn sẵn, những đồ chiên xào, hoặc là uống những thức uống có ga, những nước ngọt. Chúng ta cần bổ sung đủ nước cho trẻ, vệ sinh cá nhân. Chúng ta cũng cần cho trẻ ngủ đủ và vận động hợp lý. Chúng ta cũng cần
xác định được là các dấu hiệu nặng của trẻ cần phải vào viện để điều trị. Chúng ta có thể xác định cái nhịp thở của trẻ theo lứa tuổi, xem trẻ có thở nhanh hay không. Ví dụ trẻ dưới 2 tháng thì nhịp thở trên 60 lần trên phút. Trẻ từ 2 tháng đến 1 tuổi thì nhịp thở trên 40 lần trên phút. Nếu như nhịp thở nhanh thì có thể là trẻ đã có tổn thương tại phổi. Ngoài ra những cái vấn đề về thần kinh như là trẻ kích thích, quấy khóc quá nhiều hoặc trẻ mệt mỏi, ly bì. Những vấn đề về tim mạch như da tái hoặc là tím. Những cái vấn đề về tiêu hóa, trẻ nôn ói liên tục. Những vấn đề như là trẻ sốt cao liên tục mà không đáp ứng với thuốc hạ sốt. Thì đó là những cái dấu hiệu mà trẻ có nguy cơ là đang nằm ở cái mức độ cần phải nhập viện. Dạ vâng, những cái việc mà nên làm đối với trẻ nhiễm COVID-19 thì đã rõ. Vậy thì còn những cái điều không nên làm là gì? Bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn cho quý vị khán giả được biết ạ. Việc đầu tiên là chúng ta có thể khẳng định là nếu như trẻ có sốt, có sổ mũi, có ho thì nó là do virus. Nên là việc dùng kháng sinh là không được khuyến cáo. Thứ hai là một số trường hợp mua một số các loại kháng virus cho trẻ nhỏ. Theo quy định của Bộ Y tế thì hiện tại các loại thuốc kháng virus đường uống có thể sử dụng tại nhà thì đều chưa được sử dụng cho trẻ dưới 18 tuổi. Một số các phụ huynh có những cái nguồn thuốc như là các loại kháng virus nói nguồn gốc từ Nga hoặc từ Trung Quốc. Thì những cái thuốc đó không rõ thành phần, không rõ nguồn gốc, thậm chí đến cả người phân phối cũng không phải là nguồn uy tín. Thì đặc biệt là những thuốc đó đều không được Bộ Y tế khuyến cáo sử dụng cho bệnh nhân nhiễm COVID-19. Để hỗ trợ chăm sóc trẻ mà bị mắc COVID-19 thì ngoài những cái việc nên và không nên làm thì bác sĩ có lời khuyên gì dành cho các bậc phụ huynh hay không ạ? Các bậc phụ huynh có thể giúp trẻ có một cái môi trường điều trị thoải mái, có thể hướng dẫn trẻ chơi những cái trò chơi hoặc là cùng con đọc sách hay là tạo một cái không khí vui vẻ để tinh thần trẻ phấn chấn hơn và cũng giúp ích hơn trong quá trình điều trị của trẻ. Bởi vì là phần lớn các bậc phụ huynh khi có con bị nhiễm COVID-19 thì thường rất là lo lắng, sốt ruột và dẫn đến khá là căng thẳng trong quá trình chăm sóc, theo dõi và điều trị cho con tại nhà. Vâng, xin cảm ơn những thông tin rất hữu ích của bác sĩ Thế vừa chia sẻ. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn theo dõi một clip ngắn tổng hợp những lưu ý trong quá trình chăm sóc tại nhà đối với trẻ nhiễm COVID-19. Không nên lạm dụng test nhanh, chỉ nên test khi bắt đầu sốt và lần 2 là 5 đến 7 ngày kể từ ngày bắt đầu sốt. Nếu trẻ dương tính mà không có triệu chứng thì không cần thuốc gì ngoài việc uống nhiều nước, nghỉ ngơi nhiều, vệ sinh cá nhân tốt và mở hết tất cả cửa thông thoáng. Nếu trẻ dương tính mà có triệu chứng nhẹ, trung bình thì xử trí tại nhà như sau. Khi trẻ sốt từ 38.5, bố mẹ cần cho trẻ uống paracetamol với khuyến cáo 10 đến 15 mg trên kg, cách nhau 4 đến 6 giờ một lần. Cho trẻ uống nhiều nước, có điện giải càng tốt, nếu trẻ còn bú mẹ thì tăng thêm các cữ bú. Cho trẻ mặc thoáng mát, không lau mát hay tắm lạnh cho trẻ, để trẻ nghỉ ngơi hoàn toàn. Cho trẻ dùng nước muối sinh lý 0,9% khi trẻ bị nghẹt mũi. Khi trẻ đau họng nên cho trẻ dùng nước ấm. Một trong những triệu chứng thường gặp của trẻ em bị COVID-19 là tiêu chảy. Trong trường hợp này, bố mẹ nên cho con uống nhiều nước, tạm ngưng vitamin C, bổ sung kẽm. Trẻ dưới 12 tháng, 5mg kẽm trên một ngày. Trẻ từ 12 tháng, 10mg kẽm trên ngày. Các dấu hiệu trẻ bị mắc COVID-19 cần đến viện ngay. Thở nhanh và gắng sức, SpO2 dưới 95% kèm thở mệt, lừ đừ, tiếp xúc chậm hoặc lơ mơ, than đau tức ngực, môi, móng tay tím tái, nôn ói liên tục, không ăn uống được gì. Hoặc bất cứ khi nào bố mẹ thấy không ổn thì có thể đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất. Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo sẽ là thời lượng của mục Góc chuyên gia. Xin mời bác sĩ Thế lắng nghe và trả lời các câu hỏi của khán giả gửi về chương trình.
Khán giả Tô Thị Bình Nhung ở phường Ca Long, thành phố Móng Cái có hỏi là với trẻ bị COVID-19 ở độ tuổi quá nhỏ, từ sơ sinh cho tới khoảng 2 tuổi, thì việc chăm sóc có khác gì so với trẻ lớn hơn hay không ạ, thưa bác sĩ? Ở lứa tuổi từ sơ sinh đến 2 tuổi, sự khác biệt lớn nhất đối với các trẻ lớn là cái khả năng tự chăm sóc của các trẻ thì còn phải phụ thuộc vào người chăm sóc, đặc biệt lứa tuổi sơ sinh và dưới 1 tuổi. Lứa tuổi này trẻ cần được bú mẹ. Thì theo quy định của Bộ Y tế thì phụ huynh vẫn cần phải cho trẻ bú. Trong quá trình cho trẻ ăn, bú thì chúng ta có thể đeo khẩu trang, đeo kính che giọt bắn và vệ sinh tay trước khi cho trẻ ăn. Những trẻ này thì cũng cần được chăm sóc, vệ sinh cá nhân. Vì vậy, việc cách ly hoàn toàn những cái trẻ này là việc không cần thiết. Khán giả Phạm Gia Trường ở phường Phương Đông, thành phố Uông Bí có hỏi là bác sĩ có thể cho biết thêm về tình trạng hậu COVID-19 ở trẻ được không ạ? Cái hậu COVID-19 ở trẻ nhỏ thì nó không phức tạp như người lớn. Có một cái vấn đề mà tôi cần lưu ý đó là một cái hội chứng gọi là hội chứng MIS-C, tức là một hội chứng viêm đa cơ quan liên quan đến virus SARS-CoV-2. Thì hội chứng này có những cái biểu hiện ví dụ như trẻ sốt cao trên 38 độ C liên tục, có những cái biểu hiện nổi ban, viêm kết mạc, rối loạn tiêu hóa, trẻ mệt, ly bì. Cái hội chứng này thường có thể xảy ra vào tuần thứ 2 đến tuần thứ 4 sau khi khỏi COVID-19. Cái tỷ lệ nhiễm COVID-19 tăng khá là cao và nhiều trẻ nhiễm COVID-19 ở mức độ không triệu chứng. Thì đôi khi là trẻ khỏi bệnh cũng không biết là trẻ đó có nhiễm COVID-19 hay chưa. Các bậc phụ huynh theo dõi nếu thấy những cái dấu hiệu như trên thì cần cho trẻ đến các cơ sở y tế để khám bệnh. Ngoài ra thì đối với những cái trẻ mà có những cái biến chứng như viêm phổi, suy hô hấp sau khi điều trị khỏi COVID-19 thì cần đến khám lại theo hẹn của các bác sĩ. Các bác sĩ của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cũng lập ra một fanpage hỗ trợ điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại nhà. Thì nếu như các bậc phụ huynh có những cái lo lắng, những thắc mắc về chăm sóc trẻ nhiễm COVID-19 tại nhà thì có thể vào trang để đặt câu hỏi cũng như tìm hiểu các thông tin hữu ích. Thưa quý vị và các bạn, các chuyên gia y tế khuyến cáo trẻ lứa tuổi từ 5 đến 11 tuổi nếu tiêm vaccine khi nhiễm thì sẽ có ít triệu chứng cũng như là triệu chứng nhẹ hơn so với người lớn. Vì thế cha mẹ cần cho trẻ tiêm phòng ngay khi được phép của Chính phủ, Bộ Y tế. Khi trẻ mắc COVID-19, các bố mẹ cần theo dõi sát tình trạng sức khỏe của trẻ cả về thể chất và tinh thần để kịp thời ứng phó khi các diễn biến xấu xảy ra. Tới đây thì thời lượng của chương trình Chuyện cùng bác sĩ kỳ này cũng đã hết. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Trương Văn Thế đã đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.